cực trị chứa tham số m ok sơ đồ v nhá nào có một thì em làm mẫu này đầu tiên cái cực trị chứa tham số m này các em cần phải nhớ cho thầy lý thuyết nha lý thuyết về sơ đồ v như sau lý thuyết nhá các em nhớ thầy lý thuyết như sau nào lý thuyết sơ đồ v nhá nào lý thuyết như sau lý thuyết này ok nhá, lý thuyết thì đầu tiên các em quan sát cho thầy này số cực trị của số cực trị số điểm cực trị Đấy, bên này lý thuyết nhá các em nhớ lý thuyết cho thầy một xíu như sau nào nhớ lý thuyết nhá là số điểm số điểm cực trị nào nhớ lý thuyết nhá nhắc lại một chút nào lý thuyết như sau nào đi nào đầu tiên cả lớp mình nhớ thành lý thuyết này vận dụng cao Casio mấy câu cuối thì nhớ là mấy câu cuối Casio nó chỉ là để các em uh gọi là uh, kiểu như vui vui thôi chứ mấy câu cuối khó Casio lắm nó chỉ là Casio chỉ là một cái bước nhỏ trong vai toán đó thôi chứ không đừng 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 mấy cuối không không Casio được đâu nên không phải lo nhé em tập trung làm bằng tay cơ mấy câu cuối xác định là 9 cộng là phải giỏi bằng làm bằng tay chứ Casio hơi khó đấy nhá ok chưa rồi ok nào thầy bắt đầu chữa nhá nào các em ơi nào, thầy bắt đầu chữa nhá. À, lý thuyết như sau này. Người ta sẽ hỏi các em cực trị chứa tham số m mà cái sơ đồ v là như nào? Sơ đồ v áp dụng cho chúng ta nhé Như này này. Có phải là cái hàm y bằng fu này. Đấy. Có a cộng b cực trị. Ok, đấy. Trong đó a là gì? A là số cực trị có sẵn của U số cực trị số cực trị của u có sẵn của u nhá đúng không Đấy. tiếp tục này b là số nghiệm đơn số nghiệm đơn của u bằng x0 với x0 là nghiệm của nghiệm đơn của y phẩy của f phẩy để bài cho f nhá. b cho ok đấy lý thuyết nhớ thầy lý thuyết này để chúng ta có thể làm được bài toán liên quan đến sơ đồ v nhé. bản thân cái sơ đồ v ấy, thì uh, nhiều bạn làm nhanh thì vẫn được thôi nhưng mà nhiều bạn sẽ không hiểu tại sao là như vậy. ví dụ nhá y bằng f có a cộng b cực trị a cộng b cực trị đúng không? Đấy. a là số đức trị có sẵn của u đấy. b là số nghiệm đơn của u bằng x 0 U bằng x không, ok. Với x0 là nghiệm đơn của y phẩy để cho. Nào, các em nhìn thấy như sau áp dụng vào bài này nhá. Nào, câu 50 đếm ngoạn năm 2022 này. Trong số y bằng x có đoạn hàm là f phẩy f phải. bằng x bình cộng với x thì các em cho này, cho f phải bằng 0 đúng không? Cho f phải bằng 0 ta sẽ có này. f phải x bằng 0. Thì ta sẽ có nghiệm đơn là gì? Thì phải là cái này bằng 0 không, không? Đấy, sẽ x0 sẽ bằng mấy? x0 sẽ bằng 0 và x0 bằng chữ -10. Ok, đúng không? Có phải đúng không? Đấy. Cho F phải bằng 0 thì đây là hai nghiệm đơn nào. Rồi ok, 0 và 10. Rồi, có bao nhiêu là trị nguyên của M? Đấy, đầy hàm số. Đây, hàm số này. Hàm số này đúng không? Đấy. Có đúng 9 điểm cực trị. À, 9 điểm cực trị đúng không? 9 điểm cực trị. Và kem em nhìn này, thầy coi đây là U được không? Thầy coi đây là U nhá. Đấy, thầy là U. Ok, mình làm tắt luôn. Ra bài này là một cái làm tắt thôi, làm tắt của bài uh, bình thường nhá. Rồi, các này đặt U bằng đặt u bằng này thế thì làm đặt u sẽ bằng đặt u sẽ bằng này x mũ 4 đúng không trừ đi 8 x bình cộng m ok Đây đặt u bằng x mũ 4 trừ 8 x bình cộng m không và kem xem thằng này có bao nhiêu cực trị đúng không nhiều bạn học giỏi nhá nhiều bạn học giỏi thì kem sẽ biết được đồ thị của thằng này là d hàm bậc 4 trùng phương thì nhiều bạn sẽ biết đồ thị của nó là hình như này ok không đúng không nhiều bạn sẽ biết đây đúng không đây là hộ đệ A Dương mà tí nét của đi lên đồ thị nó như này và cả lớp mình nhìn cho thầy thằng này có mấy cực trị đây nó sẽ ba cực trị đúng không đấy đấy bạn nào học giỏi có thể nhìn được luôn đồ thị và kem xét biện luận đúng không bản thân nó đã có ba cực trị rồi nó cần thêm bao nhiêu cực trị đấy là bạn nào làm nhanh nhưng nhiều bạn không tư duy được điều đó đúng không thì kem vẫn phải tính đạo hàm Lập bảng thiên cho thầy bình thường nhá đấy. thì kem tính đi tính cho u phẩy bằng không đi tính u phẩy bằng không đi thế vẫn tính u phẩy bằng u phẩy nhá bao nhiêu đây 4 x mũ 3 ok Trừ đi 16x bằng 0 thầy làm bình thường tại vì nhiều bạn không biết tại sao lại ra sơ đồ v này nếu mà bạn học giỏi có thể nhìn ra được luôn nhưng bình thường nhiều bạn không học tốt thì rất là khó nhìn nhá thầy cứ làm bình thường thôi x bình chỉ đi 4 bằng 0 và x bằng 0 x bằng từ 2 và x bằng 2 ok chưa đấy thì đây là hàm có ba cái trị không đồ thị nó như này a à, dương mà đúng chưa nào đây âm hai em thay âm hai vào đây thôi thầy nào em thay âm hai vào đây đúng không có phải từ bé lớn âm hai bé nhất không đến hai không âm hai là mấy âm hai thì thay vào đây là mấy em để lấy máy tính để bấm xem âm hai là bao nhiêu nhá cái này bạn nào hiểu thì nó dễ lắm bạn nào cảm bạn nào một khi đã hiểu bài này rồi thì cảm thấy bài này rất là dễ hiểu không rất là ngắn ngắn hơn cách làm bình thường khá là nhiều đấy các em ạ nha yeah, ok nào, âm 2 em thay đây thầy là x mũ 4 này. Đúng không? Đấy. Trừ 8 x bình. X bình. Ok, x 4 8 x bình. Ok. Tan này. X bằng mấy? X bằng âm 2 nhé. Âm 2. Mình sẽ thay từ trái qua phải. Âm 2 mấy nhất là âm 16. Thì thầy sẽ là âm 16 nhé. Đúng, không? âm 16. Và các em phải cộng thêm m đúng không? Cộng m. Tương tự thầy cũng thế. Các em thấy x bằng 0. Vậy âm 2 bé nhất từ đến 0 đến 2 không? Thay 0 vào đây. Đây không đúng không? Âm 2. Không mà. Thay không vào đây thì được mở không? Thay 2 vào đây. Thì cũng như thế hay sao ấy? Can bằng 2. Âm 16 nốt. Âm 16 cộng mở. Ok chưa? Đấy. Các em hiểu không? Đấy. Âm 2. Không 2. Các em cứ thay cho đây từ tự từ, từ bé nhất. Đấy bé nhất này. Đúng không? Từ trái qua phải bé nhất mà. Thì các em ơi. Bản thân U có sẵn mấy? Nào. FU của A. A chữ này. A là số cực trị có sẵn của U. U, của cái chị? U có mấy cực trị? U có ba cực trị đúng không? Vậy chúng ta cần thêm bao nhiêu nghiệm đơn? Có đúng 9 điểm cực trị vậy chúng ta cần mấy? Cần mấy? Cần 9 chia đi 3 bằng 6 nghiệm đơn. 6 nghiệm đơn đúng không? 6 nghiệm đơn của gì? 6 nghiệm đơn của U bằng x0. x0 là nghiệm đơn của y phải đề cho. Nào, nghiệm đơn y phải đề cho đây. y phải đề cho đây, f phải đây, thầy chọn đây là f phải đi. Như nhau mà nó như nhau thôi, f phải đề cho. Ok, Đã, F phải để cho đây. F phải bằng 0 thì x không bằng 0 và bằng 10 chưa? Đấy. nghiệm đơn của u bằng 0 hoặc u bằng 10. U bằng 10 đúng không? Nghiệm đơn mà. 0 và 10 chưa? Đấy. Cần sóng nghiệm đơn, em hiểu không? Sóng nghiệm đơn nhá. Các em hiểu không? Cần thêm sóng nghiệm đơn của u bằng 0 và u bằng 10. Vậy sóng nghiệm đơn, các em nhìn số 6 này. Thì các em nhìn này, 6 sẽ bằng gì đây? Tổng là 6 nhá. Vậy thì chỗ này các em phải 1 2 3 4 4 có thể cắt tại 4 nghiệm Nhân tử được cắt tại 4 nghiệm đây Vậy đây là trừ 10 là thấp hơn đúng không? Trừ 10 thấp hơn Trừ 10 trước Đúng không? Trừ 10 thấp hơn thì trừ 10 đây Được không thì cắt tại 2 nghiệm không? Đấy 1 nghiệm này 2 nghiệm Tại bản thân nó có 3 rồi đấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đủ 6 chưa? Cộng thêm 3 của chị ban đầu đúng không? 9 đâu? Đấy thì đây là 0 Các em hiểu không? Đấy đây, hai vậy thì kem nhìn vào đây. Nhìn vào đây thấy được điều gì? Cần thêm 6 nghiệm đơn đúng không? 6 nghiệm đơn. Ok, đúng không? Vậy suy ra các em sẽ có gì đây? Để Đấy, đề minh họa. Đấy, đây câu 50 đề minh họa năm 2022 nhá. Thì các em nhìn thấy như sau. Các em nhìn vào đây. 6 nghiệm đơn u bằng 0. Nhìn vào hình này đây đúng không? Đúng 6 chưa? 1 2 3 4 5 6 chưa? Vậy 0 sẽ lớn m đúng không? Vậy suy ra này, nhìn vào đây các em sẽ có là 0 sẽ đúng không? 0 sẽ lớn hơn m. Nào, có dấu bằng hay không? có được bay không nhá thì các em thầy suy nghĩ này nếu cắt tại đây thì đúng là để ra một nghiệm đơn và hai nghiệm đơn không đúng không tại vì không nếu mà bằng mờ nhá không mà dịch xuống đây thì cũng là cắt tại hai nghiệm đơn không một nghiệm đơn hai nghiệm đơn không à, một nghiệm đơn đây hai nghiệm đơn không mờ là nghiệm kép mình sẽ không tính được chưa khi cần để ra số nghiệm đơn thôi Đấy. một nghiệm đơn hai nghiệm đơn có thỏa mãn hai nghiệm đơn không thì các em thêm dấu bằng vào cho thầy tại vì thỏa mãn hai nghiệm đơn mà ok chưa đấy nhá thỏa mãn hai nghiệm đơn thì các em thêm dấu bằng vào cho thầy rồi. Tiếp tục này. M phải lớn hơn âm 10 không? Trừ 10. Ok chưa? Đấy. M lớn trừ 10 lớn hơn hẳn luôn. Tại vì không có bằng đâu. Mình cần trừ 10 là cần 4 nghiệm cơ. Nếu mà, mà bằng trừ 10 thì không thể 4 nghiệm được. Và trừ 10 lớn hơn. Cái này đúng không? Trừ 10 lớn hơn. Âm 16 cộng M. Ok chưa? Đấy. Từ đó mình giải ra thôi. Nhá. Không lớn M lớn bằng trừ 10. Lớn bằng cái này. Ok chưa? Yeah. Đấy. Từ đó kem em tải ra thầy thôi, vậy ta sẽ có gì đây? Đúng không? Cái chữ 10 phải lớn hơn hẳn nhá, tại vì bằng thì nó không không để ra hai nghiệm đơn được. Là để ra bốn nghiệm đơn được, đúng không? Ok. Vậy xe này m sẽ nhận bằng 0 này. Ok chưa? Yeah. Đấy nhá. Đúng kèm, đấy, M nhóm bằng 0 này Đấy M lớn trừ 10 Báo cho em bao nhiêu đây Kem tải này ra này, M sẽ nhỏ đây nhỉ Kem tải này ra, chuyển về sang đi M sẽ nhỏ hơn này Nhá, cho này M sẽ nhỏ hơn này Chuyển về sang này 16 cộng 10 là 6, M nhóm 6 Ok, vậy chốt lại M của mình sẽ nhỏ bằng 0 và lớn hơn Đây, Nhỏ bằng 0 và lớn hơn chữ 10 nhé Đấy, vậy xem M là số nguyên nào M nguyên nào vậy M sẽ thuộc M thuộc Z đúng không M sẽ thuộc từ bao nhiêu đây M sẽ thuộc từ âm 9 đến 0 Thế kết quả là 10 giá trị nhá 10 giá trị Đúng không 10 giá trị Cả lớp mình có ra 10 giá trị không Đấy. D nhá Ok Đấy. Các em có hiểu cách này không rất là hay rất là ngắn gọn thôi bạn nào mà tư duy tốt nhá, nó cực kỳ ngắn luôn hiểu không 10 giá trị đúng không đấy cái này nhá các em thể vẽ trục số ra này mời cho bằng không này đúng không nhóm 6 này đúng không và lớn hơn trừ 10 đấy. đúng không đấy nhớ nhá bạn nào mà học tốt đấy thì nó quá là đơn giản luôn em không phải đạo hàm không phải làm gì cả thì nó đúng có công thức rồi nhớ chưa đấy FU có A cộng B cực trị cho nó A là số cực trị có sẵn của U B là số nghiệm đơn của U bằng X0 Đấy em đặt U là chiếc cái trong X0 là nghiệm của Y phải bắt đầu Nào em có hiểu cái cách này không Bao nhiêu bạn hiểu thì comment cho thầy Ok Nào có hiểu không game Nào em hiểu cái này không Cái này cực kỳ nhanh luôn Rất là ngắn gọn ừ đấy tương tự nha thì áp dụng làm cho thầy kem câu dưới câu này bạn nào mà làm nhanh thì hay lắm rồi ok thì làm mẫu câu tiếp theo nhá đấy nào câu tiếp theo nhìn các em lên câu số ví dụ hai này câu ví dụ hai nhá kem đã hiểu bài này thì sau này kem làm quá nhanh luôn nào câu này này kem đặt cho thầy đây là u chưa Để u không đấy u chưa Để u này Đúng không? Đầu tiên các em nhìn này cho f phải bằng 0. f phải x bằng 0 thì ta được x mấy? x0 mấy? x cộng 1 tất bình là nghiệm kép bỏ, nghiệm kép loại. Vì nghiệm kép được chưa? Nghiệm kép các em không được lấy. Đấy, thì x0 sẽ bằng 0 và x0 mấy? Và 4 chưa? 0 và 4. Đúng chưa? Đấy. Cái nghiệm loại vì nghiệm kép không được lấy nghiệm kép, cực trị thì không bao giờ lấy nghiệm kép, hiểu không? Đấy. Tiếp tục này, mình đặt u bằng gì đây? đặt u bằng 2x bình Đấy, trừ 12x cộng m chưa Đấy. ok vậy các em thể vẽ được sơ đồ nó không đây là hàm parabol parabol thì đồ thị nó sẽ như này đúng không đây là hàm parabol mà đúng không hàm parabol thì đồ thị nó như này Đấy, thì cái bên ngay a dương mà a dương thì chắc chắn nó sẽ hướng lên nào thì nó sẽ có sẵn một cực trị đúng không nhưng cả lớp mình muốn thay vào thì các em tính u phẩy cho thầy đi tính u phẩy đi để mình vẽ ra mà u phẩy sẽ bằng 4x trừ đi 12 bằng 0. Vậy tương đương x bằng 3 chưa? Y 3. Rồi. Đây cái u mình đặt đúng không? Đấy, u này. Đấy. Hình 3 vậy thì các em thay 3 vào đây cho thầy đi. thấy 3 vào đây bấm máy tính thay 3 vào đây được mấy đây? Thay 3 vào đây được máy đây? 3 này. Thay 3 này hai 2x bình này. Đúng không? Trừ 12. Thay x can x bằng 3 vào. Bằng âm 18 chưa? Âm 18 tôi kem cộng thêm m nhé. Tại vì mình chỉ thay số ở đây thôi Mình vẫn phải cộng thêm m đúng không Âm 18 cộng m Ok chưa Đấy Đây chưa u không Đây chưa u chưa Ok Vậy thì bản thân u có như đây Biện luận nhá U có mấy U có một cực trị Vậy chúng ta có đúng 5 điểm quản trị 5 điểm của trị đúng không Vậy chúng ta cần thêm bao nhiêu đây Cần thêm 5 1 bằng 4 nghiệm đơn của u bằng x0. Của u bằng đây đề bài này u x0 đây. Đúng không? U bằng x0 này U bằng 0 hoặc u bằng 4. Căn 4 nghiệm đơn đúng không? 4 nghiệm đơn. 0 và 4. Ôi trời ơi các em ơi, 0 và 4, 4 nghiệm đơn rồi đâu. Vậy thì 0 ở dưới, 4 ở trên đúng không? Vậy 4 cắt tại hai nghiệm. Mỗi tầng hai thôi. Đây đây là 4 là cao hơn, 0 ở dưới chưa? Mỗi tầng hai nghiệm chưa? Là xong chưa? Vậy mỗi tầng hai nghiệm. 4 nghiệm đơn thì chia ra mỗi tầng hai. Ok chưa? Là đủ 4 chưa? Quá đủ luôn. Vậy các nhìn vào đây. Vậy 4 sẽ lớn không? Và lớn hơn. Đấy nên suy ra. 0 sẽ lớn hơn âm 18 cộng m đúng không? 4 hơn 0 là điều hiển nhiên rồi, đúng chưa? Đấy vậy suy ra là m sẽ nhỏ hơn 18. Mà m là giá trị nguyên dương không? Mà m thuộc z cộng nên xem m sẽ thuộc từ 1 đến 17. Vậy có 17 giá trị B 17 giá trị Không phải đạo hàm Không phải gì cả Cực kỳ nhanh luôn Quá anh gì luôn Chưa à, Ghép chụp cũng được Làm bình thường cũng được Nhưng nếu mà ghép chụp hoặc làm bình thường nó rất là dài Còn nó bình thường sơ đồ V nhé Bạn nào tư duy cho thấy nhé Bạn nào tư duy nhìn phát cái hàm U này là gì? Ra luôn kết quả hiểu không? Đấy, nó chính là số cực trị của U cộng số giao điểm của U bằng x0. Nhìn chưa? Số cực trị của U này cộng số giao điểm của U bằng x0. x0 nó trên cái đề bài cho này này, nghiệm đơn thôi. Ừ. U bằng 0 đây, đây thầy cho các em này, đây. đây. 0 và 4 đây này, 0 và 4 là cái nghiệm của F' đây này. Đây nhá. Đây thầy giải thích nhá. Nào, y bằng FU có A cộng B cực trị được chưa? A là số cực trị có sẵn của U b là số nghiệm đơn của u bằng x không với x không là nghiệm đơn của y phẩy để cho hiểu không? Đấy. Đúng rồi. Tao không lấy dấu bằng x không. Làm sao dấu bằng được? Nếu cái không này nó phải ở trên hẳn thì mới để ra hai cực trị chứ. Nếu mà dấu bằng ở đây nhá, em thử thử em lấy em cho dấu bằng ở đây nhá, thì nó trùng nhau mất đây rồi, làm sao được đúng không? Không được, cái bạn nếu mà trùng đây thì làm, mình muốn để ra hai cực hai nghiệm đơn mà không ở đây thì em sao để ra hai nghiệm đơn được không được không nó phải ở trên hẳn thì mới để được ra hai nghiệm đơn hiểu không Đấy. thôi một cách thôi sau này làm cách này cho thầy không phải ghép chụp gì nữa dùng sơ đồ v cho thầy cách này hiệu quả hơn nhanh hơn dùng cách này đi nhớ nhá công thức đây fu của a và b của chị a là số của chị có sẵn b là số nghiệm đơn của u bằng x không với không là nghiệm đơn của đề, của đề bài cho f phải đề bài cho Hiểu chưa rồi các tìm cực đại, cực tiểu, mọi thứ cũng rất là nhanh. Thầy sẽ dạy các em cách dùng dấu V tìm cực đại, cực tiểu. Rồi tìm đồng minh biến nhá. Rồi câu 50. Đề chính thức năm 2021, câu này các em ơi, nó cực kỳ hay luôn. Nào, thầy dạy các em cách như sau nhá. Nào, đầu tiên các em nhìn F phải bằng 0. Có mấy nghiệm đây? F phải x bằng 0. Thì suy ra x không mấy? Bằng 0 này bằng 0 thì mình sẽ có x0 sẽ bằng 7 và x0 sẽ bằng cộng trừ 3 chưa? Ba cái chưa? Rồi. Rồi cộng tiếp theo. Nào cái nào là u bây giờ? Đây chính là u đúng không game? Đây là u đúng không? Đây là u đây. Đấy đặt u sẽ bằng. Đặt u bằng thì đây. M chưa? Đặt u bằng cái này chưa? u bằng. Chỉ đối của x3 cộng 5x cộng m. Ok. Nào, bây giờ lớp mình nhìn cho thầy nhá. U bằng này đúng không? Nào các em tính cho thầy u phẩy, không phải tính u phẩy đâu. Nào các em nhìn này, các em phải đoán đồ thị của u, đoán đồ thị của u. Nào thầy đảm bảo cho các em nhá. Nhìn thầy đoán đồ thị của u này. Nào đoán đồ thị của u như sao nhá. x mũ 3 cũng 5x bình, 5x đúng không? Được chưa? Thật ra thì các em có hai cách, cách một này. Nếu mà thầy đoán luôn thì nó quá là dễ luôn. X mũ 3 của 5 bích đạo hàm bằng gì đây? Cái đạo hàm mũ ấy. Đồ thị hàm mũ 3. Đạo hàm là 3 x bình. Cộng 5. Luôn dương không? Luôn dương không? Vậy chứng tỏ là mày đồng biến. Hàm mũ 3 này đồng biến. Vậy đồ, đồ thị hàm mũ 3 nó sẽ như này. Của biến nó như này. Ok. Mà khi trị đối của nó đúng không? Là xóa đồ thị ở dưới. Lấy được xứng lên trên. Đấy. Đúng không? Xóa dưới lần lên trên. Vậy chắc chắn kem đoán được đồ thị của U của mình nó chính là như này. Đồ thị U nó sẽ hình nó sẽ như này. Đấy hình chữ V luôn Ok Và hàm chuyển đối thì sẽ sao đây, đây thường là Y bằng 0 không Đúng không bằng 0 chưa Đừng thường xóa bên dưới lần lên trên mà tại vì hàm chuyển đối mà Xóa dưới lần lên trên không Đấy, Thì V cuốn ra nó sẽ như này Và chỗ này sẽ là 0 Nhá, Y bằng 0 Cho Y bằng 0 thì X bằng 0 chưa Ủa, Y bằng 0 nghe thằng này bằng 0 ý Đây chỉ còn chữ M thôi Các em hiểu không? Các em đoán đồ thị gu nhé Đoán đồ thị gu Vì đây là hàm đồng biến mà đồng biến thì nó sẽ luôn đi lên như này về xóa dưới lật lên trên nó sẽ hình chữ V như này đây gọi là sơ đồ V đấy đấy và bản thân có mấy đây kem đoán đồ thị nhá tại vì kem phải đoán cái hàm ở trong này hàm như nào nếu hàm đồng biến ấy nếu hàm này hàm đồng biến thì nó sẽ hình trạng chữ V ok nó sẽ hình dạng chữ V nhá đấy nếu đây hàm đồng biến tại vì sao tại vì kem phải đơn giản đây này đồng biến nó luôn đi lên không mà chị vào là xóa dưới lật lên trên thì phải nó hình lật lên trên là hình chữ V không? Đấy. Vậy thì đồ thị nó hình dạng như này này. Đấy. cái đồ thị U của mình nó như này này. Nó có mấy cực chị đây? Nào, có mấy, có sẵn mấy. Một cực trị. Vậy cần thêm bao nhiêu? Vậy cần thêm mấy? Cần thêm. Cần ít nhất 3 để một chị đúng không? Cần ít nhất ít nhất 2 tại vì đây 3 đúng không? 3 1 bằng 2. Tại vì có sẵn một rồi mà. Đấy thì 2 cực trị nữa, hai điểm của chị nữa. Ok chưa? Đấy. Ít nhất hai điểm của chị nữa. Ok, hai cực trị, hai nói khác là hai nghiệm gì nhỉ? Hai nghiệm đơn. Đấy. Đúng không? Tại vì một cả hai, hai nghiệm đơn thì là nghiệm đơn cho dễ. Của U sẽ bằng x0 được chưa? Của U bằng x0, x0 là cái giá cái, cái đề bài của chúng ta đây này. Đấy à, f'0 đây này. U bằng 7 và U bằng 3 bằng chữ -3. Các em nên viết cho thầy thằng nào to nhất ở trên. Đấy. 7, 3, -3. Vậy các em mời hai nghiệm đơn. Vậy thì 7 cao nhất thì chắc chắn 7 phải là cắt rồi. Thằng 7 này phải cắt đấy, 7 nó phải cắt ở đây. Còn đâu hai thằng này không cần, 3 và chữ -3 là ở dưới cũng được. Em có hiểu không? Thầy mới ít nhất hai nghiệm mà. Ít nhất 3 cực trị mà thì bản thân nó có một rồi thì cần để thêm hai nữa thôi hai thằng kia không cần hai thằng kia ở dưới cũng được ở đó cũng được 3 trừ ba ở dưới cũng được các em có hiểu không các em có hiểu tại sao tại vì mình đã để thêm thằng 7 này cắt đã để thêm hai cực trị này rồi hiểu không Đấy, thì hai này không cần có cũng được mà chả có cũng được quan trọng thằng 7 là phải lớn hơn m này này thì mới để ra hai cực trị hiểu không Đấy. hai nghệ đơn của thằng này nữa suy ra gì đây 7 thế lớn m mà bảy mà M là số trên nguyên dương không? Mà M thuộc Z cộng. Ok, vậy sẽ M là mấy? Vậy sẽ ra. Ở ừ, Z cộng chưa? Vậy sẽ M sẽ thuộc từ 1 đến 6. Vậy có mấy đây? 6 giá trị. À, xong bài. Xong bài luôn các ơi. em có hiểu không? Các bạn có hiểu không? À các bạn các em chỉ cần đoán cho thầy cái cái đồ thị thôi. Các em chỉ cần đoán đồ thị của U là các em biết ngay bài này làm như nào. Các em chuyển đoán đồ thị thôi. Cái quan trọng nhất là đoán này. Đúng rồi. Hàm bậc 3 luôn đồng biến. Các em tính y phẩy của nó nhé. Cái, 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 cái lõi đạo hàm này. Lõi đạo hàm. Cái lõi này này. Cái này này. Được không? dương luôn đồng biến đồng biến đô đồ thị nó như này vậy thì các em xóa dưới lần lên trên ok sao không lấy dấu bằng ạ cái các em rất là đơn giản như sau nếu dấu bằng 7 lớn hơn m cái nhiệm chúng ta cần thêm mấy đây các nhớ mình cần thêm hai nghiệm đơn vậy các em phải quan sát xem tại đây một hai nghiệm đơn đây nếu mà bằng đây thì làm sao có hai nghiệm đơn được em 7 nó ở đây 7 ở đây thì làm sao có hai nghiệm đơn được bằng 7 thì 7 trùng cả M không? Thì làm sao có hai nghiệm đơn được? Nó phải chênh lên đây mới có hai nghiệm đơn chứ. Ok. Hiểu không? Còn đâu ở bài này nhé các em nhớ này, bài này này. Ở bài 1 này nhá, tại sao? Nào, tại sao này? Tại sao ở đây này lại lại bằng M được? Tại vì chỗ này chúng ta cần nhá. Có phải thằng này. Có thằng này nó cần hai nghiệm đơn không? Nhưng xuống dưới đây, xuống bằng mờ đây nó vẫn để ra hai nghiệm đơn không? Nó vẫn để ra hai nghiệm đơn. chứng tỏ nó phải có dấu bằng chứ. Đúng không? Đấy hiểu không ở trên hai nghiệm đơn xuống dưới vẫn hai nghiệm đơn vậy nó thỏa mãn nên mình có mới có dấu bằng ở đây ok chưa đấy rất quan trọng nhưng ở bài này ở hai bài này hai nghiệm đơn đây nếu nó xuống đây dấu bằng nó thành là không nghiệm đơn nhưng em không thể dấu bằng được nó phải vẫn thỏa mãn hai nghiệm thì mới lấy dấu bằng nhé cạnh thế cắt ở đây vẫn phải thỏa mãn hai nghiệm mới có dấu bằng được không có dấu bằng nhá Được không Ok Câu số Ví 4 Câu này vừa thi xong Câu này đề này mới thi xong luôn Câu này quá dễ không Easy không Các em thấy easy không Nào các em nhìn thầy này Câu này quá easy luôn Là f phải bằng 0 thôi thầy đi Mình sẽ có nghiệm đơn Có x không vậy? 6 này Nghiệm này mấy đây X không bằng 6 này X không sẽ bằng bao nhiêu đây nhỉ X bình cộng 2 trừ 8 Tôi bấm máy tính đi cho chắc không nhầm menu này ý này một menu 9 này 22 Ok 1 2 8 2 và 4 nhé 2 và chữ 4 hoặc em thể viết ở trên này cũng được nhá đỡ đỡ, đỡ tốn diện tích rồi Ok vậy chúng ta đã phải bằng không mình đã có những kinh nghiệm này đúng không Rồi tiếp tục này cái mà đặt u bằng đặt đu bằng cái cụm này không đặt cụm này u không nhưng cái mời khi chúng ta đạo hàm thằng này em nhẩm siêu nhanh luôn đạo hàm thằng này đi em tính đạo hàm thằng này đi đạo hàm mấy đây đạo hàm này đạo hàm thấy bằng uh, em thể đặt thằng này là thằng uh, x bình này đạo hàm nhá lõi đạo hàm 3 x bình cộng 6x cộng 8 luôn dương cho em có luôn dương không 3 x bình cộng 6x cộng 8 bấm máy tính có thầy đi xem luôn dương không mình luôn uh, xem cái nó như nào nhá cái lõi sẽ quyết định. Так, bọn mày tính thêm cái lõi này nhá, menu 9 này. Phương trình bậc hai này. 3 6 8. Ôi vô nghiệm rồi các em ơi. Vô nghiệm rồi. Vô nghiệm, chứng tỏ thằng này luôn dương, luôn dương rồi. Nên suy ra luôn đồng biến. Mà luôn đồng biến đúng không? Luôn đồng biến thì khi cho giá trị đối lên Trị đối sẽ có dạng hình chữ V. Ok, khi chị đối tại vì luôn đồng biến nó luôn đi lên không? Xóa dưới lật lên trên hình dạng chữ V chưa? Đấy. Có hiểu không? Đấy, giống hết bài kia luôn. Các em đặt U bằng thời gian chúng ta không phải viết lại hiểu không? Thật ra các em có thể vẽ lại cũng được, thầy trình bày thôi. Sau này các em làm nhanh ý các em không nhất thiết phải viết lại, hiểu không? Nó nhanh như vậy các em ạ. Đấy, đặt U này. Các em không nhất thiết phải vẽ viết lại này, các em chỉ cần nhẩm nghiệm trên đây. Vẽ phát này ra kết quả luôn hiểu không hàng chữ V đây để gọi sơ đồ V đấy nào F phải chắc chắn cái này sẽ làm cho tại x bằng 0 rồi đúng không nhá xóa dưới đó, cho y bằng 0 nhá Ok chưa hoặc là kem có thể uh, tính đạo hàm ra thì thường thì nó sẽ có nghiệm luôn đạo hàm ra nó nghiệm là bằng 0 luôn nhá chưa gặp mấy con em đếm xong chưa Ok nào hoặc em có thể dùng table bồ nhé bạn nào không biết không biết cái lõi này đến đâu đúng không thì cũng có thể dùng table bồ em không biết cái này là bao nhiêu đúng không Cái gì có thể dùng table bồ có thể table thay bồ được chưa đấy có thể thay bồ nhé thay bồ để để được đây thay bồ cho em nhé menu 8 này nhập này vào chuyển đổi này chuyển đổi này có thể đoán được cái đô thị này x3 cộng 3, 3 x bình cộng 8x Ok đúng không? Chắc chắn đây là lớn không rồi thì chắc chắn đây này nó là 0 hiểu không? Chắc cái này chả cần thiết. Cái chắn đây là số 0 nhá. Chắc chắn đây là 0 luôn. Thế là thầy thấy luôn là m nhá. Hiểu không? Chắc chắn là 0 luôn tại vì thằng này phải chuyển tuyệt đối luôn lớn bằng 0 không? Trị tuyệt đối lớn bằng 0 không, không, không? Cộng m thì chắc chắn đây là m rồi. Đúng rồi, trị tuyệt đối luôn lớn bằng 0 không, không, không? Đúng không em? Đấy thì cái thấp nhất của chuyển tuyệt đối là 0 mà. Hoặc bạn nào thích thì có thể dùng table nhá. 0 không, không chắc âm -3 đến 3. B6 chia cho 29. 18 này. Giờ mục cùng giảm xuống không không nó không chưa để tăng lên giờ vô cùng mà đúng không để hai này vô cùng đấy này đúng không nghe đồ thị u của mình nó như này cái này không cái hàm u của mình nó là nhìn như này ok chưa nhớ nhá nếu luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến đồng biến hoặc nghịch biến nó đơn điệu ấy thì đồ thị chắc chắn là có hạn hình dạng chữ v rồi vậy người ta có nhất ba điểm của chị đúng không ý nhất ba điểm của chị này có mấy có sẵn một cực trị Vậy cần thêm bao nhiêu? Cần 3 trừ đi 1 bằng 2 nghiệm đơn. Nghiệm đơn của gì đây? Của U sẽ bằng 6 này. Đó U bằng x0 mà. U bằng 2 và U bằng trừ 4. Đúng không? Có sẵn mục chị rồi. Sau này các em làm nhiều kem em không phải trình bày đâu hiểu không? Thầy trình bày cho kem em thôi. Các em không phải trình bày đâu. Bạn nào hiểu kem em làm vài dòng là ra luôn. Có hiểu không? Đấy, bạn nào mà đã đã biết rồi, đã hiểu cái ý của thầy truyền đạt rồi nó, nó đơn giản luôn. Cần thêm hai nghiệm đơn thì chỉ cần thằng thằng 6 cắt thôi. Ấy. Đúng không? Cần đâu thằng 2, thằng 4 thì chả cần cắt cũng được, 2 4 chả cần cắt cũng được, nó ở dưới cũng được. Đúng không? 2 4 nó ở dưới cũng được. Tại vì chỉ cần ít nhất mà, các em hiểu từ ít nhất đâu Ít nhất nghe, chỉ cần thêm hai thôi. Hai thôi, ít nhất hai mà, ít nhất chỉ cần thêm hai thôi là đủ. Cộng thêm một vậy suy ra ta sẽ có gì đây? Đấy, ra này là 6 sẽ lớn hơn m nhé ok vậy xem m mà m là nguyên dương không Đấy, mà m lại thuộc còn z cộng nữa cơ Đấy, nên suy ra m sẽ thuộc từ 1 đến 6 à, 1 đến 5 vậy mình sẽ có 5 giá trị cho Đấy. cái nhìn câu này trông thế thôi nhưng mà rất là rất là yếu Đấy, em thấy không các em hiểu cách này chưa Các em nhìn phát biết ngay kể có trị lối nhé Các em đoán phát Cả lớp mình chỉ cần đoán cho thầy đồ thị này thôi Các em không biết các em thể dùng table nhé Có thể table nhớ chưa Có thể table nếu các em không đoán được Nếu không đoán được Nếu không đoán được nhé Nếu Hình dạng Chúng ta chỉ cần biết hình dạng của U Nếu chúng ta chỉ cần biết hình dạng của U là mình xong bài rồi nhớ chưa Hình dạng chúng ta cần biết hình dạng của u là như thế nào là kem chắc chắn kem sẽ làm được bài hiểu không mình chỉ quan tâm hình dạng của u thôi được chưa hình dạng chữ u nghịch biến thì như này nghịch biến vẫn như vậy nghịch biến nó như này nghịch biến này đúng không nghịch biến này đúng không, này đúng không? thì xóa đô thị bên dưới lấy từ lên trên vẫn như thế đúng không nghịch biến nó đồng biến như thế thêm một ngoặc nghịch biến cũng thế đúng không? Đấy nghịch biến này, nó nghịch biến này, xóa dưới, lật lên trên vẫn thế. Đồng biến, xóa dưới, lật lên trên vẫn thế chưa? Wow thì mua. ok, vị 4 xong nhá. Tôi tìm thấy kết quả này trên web. Rồi ok, câu số 4. Hay không? Em thấy hay không? Cách này hay không? Quá hay luôn nhỉ. Rất nhanh luôn. Ví dụ nếu bạn mấy bài này nếu không bình thường các em phải làm rất là dài rất là dài đúng không? Nhưng bây giờ các em chỉ cần đoán được hình dạng u là xong. Nhớ thầy công thức nhanh nhá, đây công thức luôn. Các em chỉ cần đoán được hình dạng nhớ công thức là các em chỉ việc là gì nhỉ? Đoán hình dạng u đây. Nhớ nhá. Bản chất là đoán đoán hình dạng u. Hình dạng u. ví dụ hình dạng u đây. Đúng không? Một cực trị cận thêm hai giao điểm là ba cực trị chưa? Hoặc u như này. Đấy, thì các em nhỉ, cắt là được, đoán hình dạng u là được đúng không? Đấy, đoán hình dạng u hoặc có thể như này Đấy, u thể như này thì có sẵn hai liệu cần thêm bao nhiêu chẳng ạ đúng không các em đoán hình dạng u là sao nhớ cái bản chất của nó đoán hình dạng u đúng chưa ờ coi 7 cộng nào câu 49 đề minh họa 2021 2024 nhá nào cao như thầy cũng 49 đề minh họa 2024 để mình họa vừa rồi luôn 2024 luôn nhé Nào Trong số y bằng fx có đoạn hàm f phẩy Bằng này đúng không Em bấm nghiệm luôn thầy đi Nghiệm là mấy đây Làm tắt luôn nhé Bấm nghiệm nhé Menu 1 này Bấm nghiệm luôn Menu 9 này Phương trình bậc hai này 1 3 4 Mình có nghiệm là 4 và 1 nhé 4 và 1 2 nghiệm x0 này nhé 4 và 1 Đỡ phải trình bày nhiều Ok chưa em bấm F phẩy bằng 0 Mình sẽ có hai nghiệm này Ok chưa 4 là 1 Ok Rồi Tiếp tục này Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M Ứng ừ, với mỗi M Hàm số cơ x bằng cái này Có đúng hai điểm cực trị Thuộc khoảng 1 đến 4 đúng không hai điểm cực trị thuộc của 1 đến 4 Ok Vậy thì câu này thì làm như nào Thì cái thế giới đặt này là U Đấy U chưa Đấy U Đấy trong là U đúng không Vậy thế thế tính U phẩy Các em sẽ đoán đồ thị của U thôi nhưng mà người ta cho thuộc khoảng từ 0 1 đến 4 đúng không? 1 đến 4 đúng không? Thì thầy có thể lập bảng nguyên thiên, nhá, đặt tính u phải đi. Bằng này, trừ 3x bình cộng 6x bằng 0. Tương đương x sẽ bằng 0 hoặc x bằng 2. Đúng không? Không là 2 chưa? Rồi, mà mình lấy khoảng từ 1 đến 4 đúng không? Vậy mình sẽ loại 0 đi. Loại 0 đi. 2 là thỏa mãn đúng không? Thuộc từ 1 đến 4. Ok chưa? À, thì mình sẽ có thể lập bảng biến thiên này u này x này u phải lập mình có thể lập bảng biến thiên nhé tại vì bài này người ta cho khoảng mà mình có thể lập bảng biến thiên này, x này u phải và u tất nhiên cả lớp cả có thể bấm thay bồ nhé bấm thay bồ nhé mình lấy từ 1 đến 4 nghiệm là hai đúng không không này từ 2 đến 4 các em thay vào đây cho thầy 24 thay u Xem bằng mày thêm u phẩy Xem âm với dương nhé Uh, thay 3 vào đây 18 này để âm rồi để dương rồi đúng không đấy thay 1,5 vào đây đúng không thay các em tự thay nhá cái thay vào u này rất là dễ thôi thay một cái giá trị bất kỳ đúng không thay một giá trị bất kỳ với thầy thay số 3 vào đây hiểu không thay vào cái u phẩy này, này Thay xem dấu nó sẽ là ví dụ dương đi lên này âm đi xuống nó như này đấy và kem thay này thay một vào đây thôi thầy thay một nhá thay một vào cái u này này thay một vào u này máy đây và kem dùng table nhé Ta kem dùng table cũng được Nó cũng rất là nhanh Ok Mode 8 uh, Mốt uh, nhập vào nhé Chứ x3 Đúng không? Cộng 3 x bình Đúng không? Đấy Can nó thầy này X bằng bao nhiêu đây? 1 vào Quả là bằng 2 Nhưng kem nhớ phải cộng thêm m nhé Thầy u mình cộng thêm m nhé Cộng m này à, thay 2 vào là Can x bằng 2 này Bằng 4 này 4 cộng m này tiếp can âm can 4 vào. Trừ 16. Nó trừ 16 tụt sản xuống dưới cây cơ. Đấy. Trừ 16 cộng m. Ok chưa? Đấy. Đúng wow. không? Đây cái cách thứ nhất nhá. Đây cách 1 được chưa? Cách 1 dành cho những bạn nào mà thích kiểu uh, tay tay ấy. Nhưng mà thầy hướng dẫn các em cách 2 đi. Thầy hướng dẫn cách cách 2 đi. Làm cái này làm cái gì hả à, các em? Bấm table thầy. Nào, table thầy. Table luôn thay bồ luôn nào thầy thay bồ cho các em nhé nào thầy thay bồ cho kem em xem này nhìn đây thay bồ cho các em xem nhé nào nào các nhìn cho thầy như sau nhé nào nhập cái này vào luôn mốt tám này nhập nhá chú ý ba các em đừng mờ cái đề em tí nữa mình cộng nó sau hiểu không chứ ý ba đấy cộng ba bình ok bằng bằng bắt đầu là mấy có vài người ta cho các em từ mấy từ 1 đến 4 nào 1 đến 4 bước này là cuối chia đầu chia 29 3 chia 29 nhá đúng không lấy số 4 này chứ đi 1 là 3 cuối chia đầu chia 29 bằng này đây là 2 không 2 này tăng dần tăng đến mấy tăng đến 4 này 3,99 là 4 này đúng không 2 đến 4 này rồi nó giảm xuống bao nhiêu đây giảm xuống âm 16 đúng không kem đúng không có thấy không Đấy. 2 lên 4 rồi xuống âm 16 ok 2 xuống 4 rồi đến âm 16 em có hiểu không Đấy. vậy thầy sẽ có là đồ thị sẽ là từ 2 này lên 4 này Đó âm 16 Ok đấy chứ U oh, đấy, 4 thì em nhớ phải cộng thêm M vào Nào hai cái đầu mút thì sẽ không để được bằng cái thể đánh vào đây các bạn có hiểu cái cách này không? Các bạn hiểu không? Đấy, rất là đơn giản thôi Dùng cái làm cái này làm gì tính đạo hàm mất thời gian không? Thích thì dùng table luôn Quan trọng là các em phải biết được cái đồ thị hình chữ U này nó hình dạng như nào Nó có sẵn mấy các em ơi Đúng hai để một chị đúng không? Nào vậy mình sẽ có này Có sẵn cái này nó sẽ khó hơn một xíu này Bài này khó hơn một xíu này Có sẵn một của chị không? Đây một của chị không? Đây một chị đây. Một của chị đúng không? Đây một đây. Vậy cần thêm mấy? Cần thêm Có 2 đồng trị đúng không? 2 trừ 1 sẽ bằng 1 cực trị nữa Là thôi một nghiệm đơn nữa một nghiệm đơn Nghiệm đơn Của U bằng x0 X0 thì vừa tính ở trên đầu đây này X0 đây này 4 là trừ 1 chưa? Ok 4 là trừ 1 chưa? Rồi có hiểu không nó cần thêm một nghiệm đơn nữa Đấy, có sẵn một của chị đây này hay một của chị đây đồ thị nó như này mà một của chị rồi cần thêm đúng không vậy thì nó những trường hợp nào thì trường hợp thứ nhất là gì đây bốn cao hơn đúng không có thể là ví dụ có thể là bốn ở trên đây có thể là như này trong màu khác thì để bốn ở trên này một cắt ở đây một nghiệm bốn không có nghiệm nào bốn đây để bốn 4 à, ở trên mà đúng không? 4 ở trên. Đúng không? Và 1 à, 1 ở dưới. Có thể trường hợp này. Các em công nhận không? Có thể trường hợp này không? Ok, nhưng cũng có thể trường hợp nào đây? 4 ở đây, có thể trường hợp thứ hai là gì đây? 4 vậy thì cho màu khác đi, cho màu um... thích màu gì nhỉ? Cho màu tím đi. Thế như này. 4 cắt tại 1 nghiệm, 4 thì để ra 1 nghiệm. Còn đâu? âm một thì không thể đăng nghiệm nào từ đây, đây. Các em có hiểu không? Tại vì bây mình cần để ra một nghiệm mà. Đấy. Đấy sẽ có hai trường hợp, đấy, hai trường hợp nhé. Đấy, hai trường hợp đúng không em? Các em có hai trường hợp không? Trường một là bốn ở trên, âm một ở dưới thì âm một sẽ để ra một nghiệm, ở bốn thì không để ra nghiệm nào. Đấy. trường thứ hai là bốn để ra một nghiệm đơn, còn âm một thì không để ra nghiệm nào cả. Nhớ chưa? Nhớ là bây mình đang để thêm một nghiệm đơn. Đấy. Rồi em nhìn thầy đi Câu này nhớ là nó khó ở chỗ này Chứ còn đâu về nếu người ta cho mấy cái kia thì dễ Chứ còn đâu nếu người ta hỏi này thì cũng hơi đau đầu đấy Cẩn thận dấu bằng này Nào làm với thầy nhá Nào thầy bồ này em bạn nào tư duy cho trường hợp 1 là gì đấy Trường hợp 1 này Trường hợp 1 nhá Trường hợp 1 như sau à, uh, 4 sẽ lớn hơn thằng này Thằng này đây không nhá Thằng này không nghiệm này Không này Không cực trị này không Không đẻ Không nghiệm Đây một nghiệm Ok Đây là một nghiệm Hay không nghiệm Nhớ chưa Đấy để còn biết là mình còn lấy dấu băng hay không Ok Rồi Nào mình đoán nhá Đầu tiên là Thằng này không nghiệm Thì 4 này sẽ lớn hơn bao nhiêu đây 4 lớn hơn này 4 cộng M Nào mình tư duy này Nếu mà 4 này chạm vào đây Có dấu bằng thì có để ra không nghiệm không Có tại sao Không nghiệm đơn nhé Nếu thầy nghiệm đơn nhé Mình đang tính nghiệm đơn nhé Nghiệm đơn nhé Một nghiệm... Mình đang tính nghiệm đơn nhé Không nghiệm đơn Đấy. Mình đang tính nghiệm đơn nhớ thầy để đừng bị nhầm nhá Nào nếu 4 Trùng vào đây thì có để ra nghiệm đơn nào không Không để ra nghiệm đơn nào đúng không Tại vì trùng là nghiệm kép Vậy thì nó không thỏa mãn Không thỏa mãn đúng không Đúng không? Tại vì nghiệm kép nó không phải là nghiệm kép có hiểu không? Đây thầy giảng lại một tí nhá cho anh hiểu này. 4 có dấu bằng hay không? Thì mình suy nghĩ như sau. Nếu 4 trùng vào đây nó có đẩy ra nghiệm đơn nào không? Không nghiệm đơn đúng không? À, vậy thì nếu không nghiệm đơn là thỏa mãn là không nghiệm đơn thì kem thêm dấu bằng vào thầy. Nếu thỏa mãn thì thêm dấu bằng vào cho thầy. chưa? Đấy. Nếu thỏa mãn thì kem mạnh dạn thêm dấu bằng vào thầy. Rồi, tiếp tục à, uh, tiếp tục 4, 4 m cộng một chắc chắn lớn hơn thằng này rồi tiếp tục và gì đây và cái 2 cộng m phải như nào với cả âm 1 đây 2 cộng m 2 cộng m đồng 2 cộng m sẽ lớn hơn một đúng không nhưng mà với kem của dấu bằng hay không nào nếu âm 1 trùng vào đây thì đúng là một nghiệm đơn không có đây vẫn nghiệm đơn thầy này không tính là nghiệm mà cái này không tính là nghiệm đúng không không tính là nghiệm đấy không tính là nghiệm không tính là nghiệm vậy thì tại điểm đây trùng đây nếu vẫn tính đây là một nghiệm đơn nghe dấu bằng là vẫn thỏa mãn một nghiệm đơn đúng không dấu bằng là vẫn thỏa mãn một nghiệm đơn đấy bài này nó cho khó chỗ này nhớ chưa nó khó là khó như này này chứ không phải khó kiểu kia rồi có bằng vẫn là nghiệm đúng không trùng vào đây vẫn để ra một nghiệm đơn đúng oh, không một nghiệm nghiệm đơn đấy tất cả đơn hết nhá đơn hết nhá Ok. Rồi, và gì nữa? Nào, câu này, cái trừ -1 này nếu nó bị tụt xuống đây, trừ -1 này phải cái trừ -1 này của mình nó phải lớn hơn âm -16 cộng m đúng không? Trừ -1 phải lớn hơn. Có dấu bằng được không? Không bằng được đâu nhá. Tại vì sao? Nếu âm -1 mà trùng cả 16 cộng m là đây là không lấy nghiệm. Trùng phát nào là mất nghiệm đơn của mình đấy. Tại mình muốn tìm một nghiệm đơn mà. Nếu chung vào đây thì không phải là không còn nghiệm đơn của thầy nữa nên thầy không lấy dấu bằng hiểu không? Nó thỏa mãn thì thầy mới lấy dấu bằng, hiểu không? Rồi âm 1 lớn hơn trừ 16 cộng m. Đấy, em giải cho thầy đi. Vậy tương đương gì đây? À, m sẽ chuyển về sang m sẽ nhỏ bằng 0 này. M sẽ lớn bằng trừ 3. M sẽ nhỏ hơn 15. Vậy xem M sẽ thuộc từ âm 3 đến 0. 4 nghiệm nhá, 4 giá trị. Ok, 4 giá trị đấy. Đầu tiên là 4 giá trị nhá. Trường thứ hai. Đấy, cái này các em tư duy thôi. Các bạn nào mà tư duy tốt để cho thầy dễ nhầm lẫn là dấu bằng ấy, hiểu không? Cái khó nhất là dấu bằng ấy. Rồi. Nào đầu tiên trường thứ hai là một tím này. Một tím nhá. 4 này. Ở trên cái này và dưới này đúng không nào? 2 cộng m sẽ nhào số 4 đây. Cái 4 này cần một nghiệm đơn đúng không? Vậy bằng thằng này vẫn có một nghiệm đơn nhé. 2 cộng m cắt 4 đây này, này. Nó cắt 2 cộng m đây này, Cắt ngang này nó vẫn có một nghiệm đơn. Vẫn có dấu bằng nhé. Đấy, vậy là 2 cộng m sẽ lớn hơn. Hoặc bằng 4 bằng được nhé. Rồi tiếp tục này. 4 sẽ có một nghiệm đơn vì thế nó phải trên hẳn thằng này nhé. Đúng không? 4 nghiệm đơn thì nó nếu cắt ở đây thì không thể có nghiệm đơn được. Tại nghiệm này là nghiệm mình không lấy ngoặc tròn mà. Đấy, nên 4 của mình Nó phải lớn hơn Cái này lớn hơn hẳn luôn Chứ 16 cộng M Ok chưa Đấy Tiếp tục này Tiếp tục Thằng âm 1 thì sao Âm 1 thì không cần nghiệm gì cả Âm 1 không cần nghiệm Vậy thì nếu nó trùng vào đây Thì vẫn là không nghiệm chưa Thoải mái có tới bằng luôn Âm 16 cộng M lại Lớn bằng âm 1 Tại vì sao Tại vì âm 1 trùng vào đây Thì ngoặc tròn thì cũng là không nghiệm đơn mà Vẫn thỏa mãn mà Có hiểu không Hiểu không rồi, ok, thế ra ta được gì đây? M sẽ lớn bằng 2 này. M sẽ nhỏ hơn 20 này. Rồi, M sẽ lớn bằng 15. Ok. Vậy M của mình sẽ từ từ mấy đến mấy? 15 đến 19. Vậy của mấy giá trị đây? 15 đến 19 của mấy giá trị ạ, à, các bạn? Nào mấy giá trị nào? Mấy là chị nhỉ, nó sẽ có cuối chứ đầu cộng 1. 19.15 là 4. cộng 1.5 là 5 chị. Vậy tổng cộng bao nhiêu đây? Tổng cộng là 9 em ạ. Ăn à, là gì đây? A à, luôn. Đấy. Và cái cách một này các em. Cách một là các em lập theo cái cái bảng biến thiên ấy thì ra các em không cần dùng cách một này cũng được làm luôn cách hai cho thầy. Rất là nhanh. Cái này, thầy giảng kỹ để cho bạn nào biết thôi chứ bạn nào biết rồi thì nó quá dễ. Vậy tổng cộng là có chín giá trị nhá. Trong mà easy luôn. Ừ. Các em hiểu không? Đây câu 49 đấy, Thật ra nhá. Bài nó chỉ như này thôi. Các nhìn cái bài của thầy, thầy giảng ấy, nó chỉ như này thôi. ra các em cần bỏ cho thầy cái đoạn đầu cũng được. Đấy. Cái cách một này các em làm được chả làm được nha nhớ chưa hiểu không đấy ôi ờ, thầy biết đẹp cho các em để em cáp nhá ok đẹp trái luôn em có hiểu không Đấy, các em chỉ cần dùng cách hai các em dùng table đến chỗ này là các em đoán nữa thầy thôi. Đấy, trên đây. Hoặc là dưới đây. Ok. Rồi. Vị Nam A nhá. Rồi next câu cuối cùng. À, next câu cuối cùng nhá, thầy nốt. Câu cuối cùng nào cho đồ thị nhá. Nào, các em như thầy câu cuối cùng đi. Nhìn câu 6 này. Cái hiểu cái các em hiểu cái phương pháp này nó rất là hay như vậy. Nào. Nhìn này trong số y bằng fx có đạo hàm liên tục trên r có đồ thị nhân vẽ rồi có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số này đấy có đúng 6 điểm của chị đúng không chị ok chưa đầu tiên cái đặt thằng này là u nhá đặt này u được chưa và đây là hàm bậc mấy bậc 3 thôi em tính đạo hàm đặt u nhá đặt u bằng mấy bằng x chữ x mũ 3 này cộng 3x cộng m được chưa em tính u phẩy thầy đi u phẩy bằng 0 u phẩy bằng 0 thì tương đương gì đây? u phẩy bằng 3x bình cộng 3 bằng 0 vậy u sẽ bằng cộng trừ 1. Ok, à, x bằng cộng trừ 1 đúng không? x bằng cộng trừ 1. Vậy nó sẽ có hai cực trị chưa? Hai cực trị đúng không? Vậy thì chúng ta cái hàm của mình nó sẽ là đồ thị nó sẽ như này. Đúng không? Đây, cho thằng này. Nhá. Nó điều trị đúng không? Các em đặt u vào cái này nhá. Ok là x trừ 1 vậy thì nó sẽ có hai cái trị không? Hai cái trị, hai cái trị. Đúng không? Hai cái trị này thì x cộng 1 mà vậy đồ thị nó như này. A âm đúng không? Phải là a âm không? A âm vậy thì cho đồ thị nó sẽ như này. Đồ thị nó sẽ đâm xuống dưới hai cái trị nó sẽ như này. Đúng không? Okay. em Đúng hai cái trị nó như này không? Thấy cái u của mình này. Tại vì a âm mà. Âm thì đồ thị nó sẽ đi xuống dưới như này. Ok. Thấy dương một cùng này. Để âm một cùng đúng không? Hai cái chỉ đây. Thì em điền vào đây này. X bằng cộng trừ 1 thì đây âm 1, đây là âm 1, đây là 1 được chưa? Điền âm 1 vào tại vì từ trái qua phải mà. Đấy, đây là âm 1. Đây 1 âm 1 thì vào đây. Đúng trừ x mũ 3 đấy. Cộng 3 x. x bằng mấy? X bằng uh, âm 1 nhá. Âm 1 vào. Bằng âm 2 chưa? Cộng m. Nghe là bao nhiêu đây? điền một đúng tại vì từ trái có phải cái hiểu đơn giản này nghiệm này nó sẽ dòng xuống đây là sẽ là âm một đúng không chị này sẽ là một đúng không đấy. Đấy. sau này các em dùng đồng biến nghịch biến cũng được Hay ok nhá đấy nhớ chưa âm một cả một đã vậy mình sẽ có gì đây thay một vào đây được máy thay một vào đây sẽ là là hai cộng m đúng không ok <laughs> vậy các em tự lý luận thầy đi bản thân nào của mấy nào bản thân của mấy bản thân có máy bản thân nó sẽ có hai cái trị vậy nó phải cần thêm máy bản thân có hai cái trị vậy cần thêm máy nhỉ cần 6 chia đi 2 bằng 4 nghiệm đơn của u bằng x0 nào cũng u mấy không x0. x0 bằng mấy cái mời như này x0 chỉ chính là hai cực trị đây luôn nào x0 mấy đồ thị fx đúng không và F phẩy bằng 0 nó chính là hai cực trị luôn. U bằng 0 và bằng bằng 2. Đúng không? Thế đây bài này đồ thị Fx và F x bằng 0 thì tương đương với x bằng 0 và x bằng 2. Đúng không? Thế đồ thị Fx thì tại hai thì này nó chưa cực trị luôn. Nhớ chưa? F phẩy thì giao với Ux nhưng mà Fx thì đây là cực trị luôn. Có hiểu không? Đấy. Bốn nghiệm đơn của U bằng 0 và U bằng 2. Nào vậy bốn nghiệm đơn thì có những trường hợp nào các okay? em? Đấy, bốn nghiệm đơn thì những trường hợp nào? Thì mình có hình dạng của nó đây đúng không? Hình dạng này thì nó sẽ có những trường hợp nào đấy? Và trường hợp như này. Ở trên đây. Bốn nghiệm đơn đúng không? 1 này. 2 3 4 đúng này đúng không? Đúng 4 chưa? Đúng 4 chưa? Đấy, bốn nghiệm. Bốn như này. Vậy thì có thể đây là mấy? 4 thì 0 và 2 đúng không? Đây, nguyện của u bằng 0 u bằng 2. Hiểu không? u bằng không là u bằng không u hai là chính là hai cái cực trị của Fx ấy. đấy người ta cho đồ thị nó không khác gì cả đấy, không đồ thị chỉ mục đích để để các em tìm được cái này thôi đúng không đồ thị để mục đích làm cái này thôi chứ chẳng có gì cả nhá đấy, đồ thị từ suy ra từ đuổi suy ra từ đồ thị từ đồ thị suy ra từ đồ thị nhá đấy, ok rồi phải chờ một là như này chờ một ok trừ một như nào Đấy, cắt đi này thì đây là cái cái hai cao hơn hai cao hơn bốn không ở dưới nhá ok trừ như này hoặc nó cũng có thể như này các bạn một tím đúng không có thể như này bốn nghiệm này một hai ba thế bốn mà bốn sẽ là ba cộng một đây, hai đây không đây ok em có hiểu không có hiểu chưa đấy Vậy rất là hay hai chỗ này là hai ví dụ cuối là hai ví dụ vận dụng cao đấy hay đấy rất là hay đấy không có đùa đâu rất là dễ nhầm đấy không có đùa đâu nhá Cái cần là một nghiệm một nghiệm đơn Cái cần là ba nghiệm đơn Cái cần ba nghiệm đơn Cái là một nghiệm đơn đấy như thế mà tìm ok đấy nhá nào trường một đi nào trường một đây nhá đây trường một của mình một nghiệm đơn ba nghiệm đơn này ok chưa cái à, nên là cần ba nghiệm đơn một nghiệm đơn thì tổng mới là bốn chưa ok nào bây giờ mình phân tích nha nhìn phân tích thầy này chờ một nha là hai ở trên hai cộng m chưa hai lớn hơn hai cộng m nào có tôi bằng hay không kem hai hai cộng m có tôi bằng hay không nào nếu tôi bằng ở đây thì vẫn để ra một nghiệm đơn không có đề nghiệm kép không tính nếu hai mà tụt xuống đây thì vẫn có cái nghiệm này là nghiệm đơn để ra một nghiệm đơn thỏa mãn không? Có thỏa mãn để ra một nghiệm đơn. Vậy thì chúng ta được phép lấy dấu bằng, nhớ chưa? Đấy, được phép lấy dấu bằng. Đấy, được phép lấy dấu bằng nhé. Yeah. Tại vì tại trùng vào đây thì vẫn để ra một nghiệm đơn lúc này. Còn nó ba nghiệm đơn thì chắc chắc chắn là không thể lấy dấu bằng được. Tại vì ba nghiệm đơn nó phải nằm từ âm 2 cộng m đến 2 cộng m, nó không thể nào mà có dấu bằng được. Tại vì bằng làm sao để ra ba nghiệm đơn được. Nào 2 cộng m sẽ lớn hơn. Không nhá. Lớn hơn hẳn luôn. Và gì nữa? So sánh tiếp nào. Số 0 này. nó màu xanh này nó vẫn ở trên cái âm 2 cộng m đúng không? Có hiểu không? Thế ta dùng để làm tắt luôn đấy. Để gộp hai này lại chung một cái đô thị này luôn. Nhá. Yeah. Thế em so sánh nhá. 2 với 2. So sánh với 2 cộng m. So sánh âm 2 cộng m chưa? đặn hết với hai thằng này, cực trị này. Rồi. Tương đương với m sẽ nhân bằng 0. Đúng không? m lớn hơn chừng -2 và m nhỏ hơn nhân 2. Ok, vậy m sẽ thuộc từ mấy đến mấy? m thuộc là Âm -1 và 0. Hai giá trị nhá. Case sẽ được hai giá trị này. À, hai giá trị ok Tiếp tục trừ từ cái 2 bao nhiêu đây Nào Trừ 2 các em quan sát thầy trừ 2 gì đây Nào trừ 2 nào <laughs> à, Trừ 2 là gì đây Một tím nhá Nào 2 nó sẽ kẹp giữa hai thằng này đúng không 2 cũng m phải lớn hơn 2 nhá Đúng không? 2, phải lớn hơn hẳn. Nó không thể trùng được tại vì trùng không thể để ra ba nghiệm đơn được. Nghiệm ba nghiệm đơn nó phải nằm giữa 2 cộng m và âm 2 cộng m nhá. 2 cộng m, đúng không? Phải lớn hơn hẳn thằng này, thằng này phải nằm ở giữa khoảng này. Không thể là bằng được. Ba nghiệm đơn rất là khó. Lớn hơn 2 này, đúng không? Tiếp tục này. À, tiếp tục 2 sẽ lớn hơn thằng này đúng không? 2 lớn hơn âm 2 cộng m. Ok và tiếp tục này. Các em số 0 này, mình so sánh số 0 này, màu tím đúng không? nên mình sẽ sánh, so sánh được một tím này với cả hai cái cực trị. Ok, rồi mình sẽ sánh được một tím này với cả cái hai cái cực trị này. Thì cái không này so sánh cả âm 2 cộng m như nào? Nó phải nhỏ hơn đúng không? Có dấu bằng không? Bằng không kem. Bằng không bằng không, nếu dấu bằng ở đây thì vẫn để ra một cực trị ở đây không? Ok, vẫn để ra một nghiệm đơn thoải mái luôn, bằng được đúng không? Tại vì tưởng là nếu dấu bằng ở đây thì nó một nghiệm đơn này nó dịch lên trên đây thôi, vẫn thỏa mãn thành trùng, không tính. Hiểu không? nghe dấu bằng nó vẫn đẻ ra cho mình một nghiệm đơn là được ok chưa à. là âm 2 cộng m sẽ lớn hơn bằng 0 rồi tương đương với tương đương bao nhiêu đây m sẽ lớn hơn 0 m nhỏ hơn 4 và m lớn bằng 2. Ok. Vậy mình sẽ lấy giá trị nào? Phải xem m sẽ từ từ mấy mấy. m thuộc là 2 3. Ok, vậy cũng có hai giá trị không? Hai giá trị. Ok. Đẹp trai luôn. Vậy kết quả là bao nhiêu đây? Bốn giá trị à? Đáp án là đáp án A à, các em ơi. A A các em ạ bốn giá trị nhá vậy kết luận Ok đẹp trai luôn nào các em thấy ba này hay chưa hay không bao nhiêu bạn thấy hay thì cho thầy một biết là hay nào bài rất là hay luôn nhớ bài không phải là dễ đâu nhá bài không phải dễ đâu nhá đấy em nhớ bài không phải dễ đâu nhá cho nhiều bạn làm vẫn nhầm bình thường được chưa cho nhiều bạn làm vẫn nhầm bình thường hai trường hợp ok cho nhiều bạn làm vẫn nhầm bình thường luôn thầy khẳng định với các em như vậy thôi phải phân tích quá kỹ luôn em chưa hiểu chỗ nào thầy nói lại trường hai được không ok trường hai luôn nhìn này trường hai là cái điểm hai này này nó sẽ cắt một hai ba chưa thì hai sẽ nằm giữa hai thằng này thì biết rồi đúng không hai cộng m sẽ lớn hơn hai 2 cộng m lớn 2 biết chưa? Đó 2 m lớn 2 đây. Hiểu không? Đấy, tại vì 2 cộng m đây sẽ lớn hơn cái đường 2 này. Và cái đường 2 này sẽ nằm giữa từ âm 2 cộng m nữa. Nghĩa điểm 2 này sẽ lớn hơn âm 2 cộng m. Ok chưa? Đúng không? Đấy, 2 sẽ lớn hơn âm 2 cộng m. Hiểu chưa? Đây, cái đường 2 này này sẽ lớn hơn âm 2 cộng m. Đấy. Và cái đường màu tím này này nó sẽ phải nhỏ hơn âm 2 cộng m. Đúng không? Tại vì nhỏ hơn. Dấu bằng vẫn được tại vì dấu bằng thì nó vẫn đẻ ra đây này. Nếu một điểm không lống dịch lên đây này, nó vẫn để ra một cái nghiệm đây, hiểu không? Vẫn để ra một nghiệm đơn ở đây. Mình cần thêm một nghiệm đơn mà, Đây vẫn để ra một nghiệm đơn này. Đây nghiệm kép không quan tâm. Chỉ cần để ra một nghiệm đơn là là lấy dấu bằng rồi. Thỏa mãn là lấy dấu bằng rồi, nhớ chưa? Đấy. Đây nếu mà này, đây vẫn là một nghiệm đơn này này, có khả năng trùng vẫn không dịch lên đây đâu, tại vì mình sẽ che đi được một tím và một đen ấy. À, đồng một tím và đồng một xanh ấy thật ra kem thể vẽ làm hai trường hợp cũng được nhá hai trường hợp cũng được cho dễ hiểu thể vẽ chung thôi em ơi nào sơ đồ v quá là dễ luôn nào kem nhìn câu này quá dễ luôn nhìn thầy như sao nhá kem nhìn thấy cái lý thuyết một xíu Làm lý thuyết nhá lý thuyết ai cho biết này lý thuyết này nào hàm y bằng fu sẽ có A cộng B cực trị. Với A gì? Với A là số cực trị có sẵn của U. B là gì? B là số nghiệm bội lẻ, số nghiệm đơn của U bằng X0. X0 là nghiệm của F'. nghiệm đơn đều là nghiệm đơn nhé, nghiệm đơn nốt nghiệm đơn đấy, x 0 là nghiệm đơn của f. Phải. Đấy, lý thuyết các em nhớ qua lý thuyết một xíu nhá, làm bài tập nhá. Rồi y bằng f u có a cộng b cực trị được chưa? Đấy. với a là số cực trị có sẵn của u, b là số nghiệm đơn của u bằng x không, với x không là nghiệm đơn của f. Phải. Ok, vậy các em như thầy này, cho f phải bằng không thì mình sẽ có nghiệm đơn là gì đây? f' 0 nhá. em cho f' 0 này, mình sẽ có nghiệm đơn là gì? Em thấy f' 0 chưa? Nghiệm đơn này x bình bằng sai cho x bình là nghiệm kép, bỏ đi. Đấy, x bình nghiệm kép em bỏ đi. Vậy chỉ có nghiệm nghiệm đơn hoặc nghiệm bội lẻ, nghiệm bội lẻ nhá, nghiệm bội lẻ, chỉ nghiệm bội lẻ. Bội lẻ đi cho dễ hình dung, bội lẻ nhá. Vậy 5 đúng không? 5 là nghiệm bội lẻ chưa? Ok, vậy cho bằng 0 thì thầy bằng 2 này. x 1 bằng 0 thì đây bằng 1 này. x 3 bằng 0 là 3, đấy. Ok. Nhá, đấy. Còn đâu cái nghiệm này kem cho bằng không nhá, nhớ cho cho f phẩy bằng 0 được chưa? Cho f bằng 0 này, cho f bằng 0 này. Ok, f bằng không được chưa? Thì mình sẽ có những nghiệm là nghiệm bội lẻ thôi là 1 2 và 3, được chưa? Rồi, các em ơi. Cái hàm gửi của mình nhá, nhìn này, nghe kỹ này. Hàm gửi x này là f của x bình trừ 2 x trừ 1 trừ x cộng m. Thế sẽ đặt cái này là u nhá, đặt cái này là u. Đặt này là u. Đặt này là u, đặt này là u nhá. Đặt này là u được chưa? Đặt u đấy. Ok, đặt là u. Nào thì đặt u sẽ bằng đặt u bằng này đặt u bằng x bình Đấy, x bình này trừ đi 2 trừ đối của x trừ 1 Đấy, trừ đi 2 cộng m ok và thầy sẽ vẽ u tại vì a là số cực trị có của u mình phải vẽ u được chưa Đấy, nói chung là mình mình phải vẽ u thôi vẽ u Các em nhớ mình phải vẽ u nhé Đấy. vẽ u ra là xong vẽ u là xong lại vẽ u đây vẽ u, u đây đúng không nó sẽ có một cực trị cắt thêm hai nghiệm nữa x không đây là ba cực trị có hiểu không vẽ u ra các em nhớ mình phải vẽ cái u ra nhé mình phải vẽ u ra đấy, ví dụ u là hình chữ v thì người ta gọi là sơ đồ v đấy cắt đây đấy, ok rồi Thế là u này sau đó thầy sẽ dùng table có hai cách vẽ vẽ có hai cách là các em dùng đạo hàm đạo hàm là các em dùng table cũng được thích dùng đạo hàm mới dùng table nào khó thì mình dùng table mà dễ thì mình dùng đạo hàm ở bài này thầy sẽ dùng table cho các em thì thầy sẽ vẽ u nhá nào, đặt u bằng này nhá thầy sẽ vẽ u cho các em là vẽ u bằng table này vẽ u bằng table vẽ u bằng table bằng table bằng table nào, bằng table nào. Thầy sẽ vẽ u bằng table cho các nhá. Nào, các em nhìn thấy thầy thầy vẽ u bằng table này. Nào nhìn nhá. Menu này. 9 đúng không? Uh, menu 8 này thầy vẽ bằng table cho em nhá. X bình này, x bình này trừ đi 2 trị đổi đúng không của x 1 chưa x 1 đấy x 1 nhá 2 chữ đổi x 1 Trừ đi 2 ok cái mơ này thì mình để im thì nó mình cộng sau được chưa thầy vẽ một thầy bồ cho các em nhé bằng này bằng này bắt đầu là mấy bài này là x thuộc n đúng không thì mình sẽ cứ cho trừ 4 đến 4 đi lại trừ 4 đến 4 mình thích cho trừ mấy cũng được cho trừ 4 đến 4 nhá mình khảo sát một khoảng bước này là cuối chữ đầu chia cho 29 8 chia cho 29 nào bao nhiêu đây 14 là dương vô cùng chắc chắn Khi tiến dương vô cùng thì thằng này Chắc chắn thằng U này tiến dương vô cùng rồi Tại vì bậc to nhất là mũ 2 mà chắc chắn dương vô cùng này Nó giảm xuống mấy đây Giảm xuống đây Các em thấy nó giảm không? Giảm xuống mấy đây À giảm xuống âm 1.98 Nó âm 2 rồi Giảm xuống âm 2 Giảm xuống âm 2 vậy nó sẽ Giảm xuống âm 2 Dương vô cùng để giảm xuống âm 2 Rồi tăng lên mấy Âm 2 này Các em thấy âm 2 đúng không? Âm 2 tăng lên mấy đây À các em phải tăng lên âm 1 chưa? Đấy các em thấy tăng lên âm 1 không? Đấy các em nhìn này. Một âm 1,98 này, giảm xuống này. À, rồi, đúng không? Đấy, âm 2 này. Coi như đây âm 2 nhá, tăng lên mấy? Tăng lên âm 1 chưa? Tăng lên âm 1. Tăng lên âm 1 thì bắt đầu lại giảm tiếp. Đấy, lại xuống âm 2 tiếp, đấy. Ok, đấy các em thấy chưa? Xuống 2. Rồi tăng lên dương vô cùng. Tăng lên 2, tăng lên thôi, mà chắc chắn là dương vô cùng, tại vì thay âm vô cùng vào đây thì kết quả là dương vô cùng rồi, ok, đấy. nào, ok, đây chính là u luôn, sẽ u luôn. Đấy, em thấy vẽ u bằng table bồ thấy vẽ cho kem rồi đấy. rồi giải tay á, giải tay thì kem chỉ việc tính đạo hàm thôi, tính u phẩy thôi, em tính đạo hàm cho đàm bằng không thôi, hiểu không? bây cả lớp mình muốn giải tay, kem chỉ việc tính đạo hàm cho đàm bằng không thôi, hiểu không? tính đạo hàm rồi cho đàm bằng không thôi là được, nhớ chưa? bây kem giải tay thì kem cho đà bằng không thôi đấy tải tay mất thời gian là nhìn này dương một cùng xuống âm 2 ok vậy sẽ có mấy trường hợp các em ơi đấy. vậy thì sẽ có này vậy thì kem em thấy u có sẵn mấy u có mấy có sẵn mấy âm 2 nhưng cho em phải cộng thêm m nhá phải cộng thêm m nhá thì m vẽ thầy không nhập vào đúng không phải cộng thêm m nữa đấy, cộng thêm m này mai cộng m này một cộng m này cộng m ok chưa vậy thì các em ơi u có sẵn mấy các chị u có sẵn ba chị đúng không phải u có sẵn 3 cực trị không này số cực trị có sẵn này Đấy, có sẵn này cộng số nghiệm đơn của u bằng x không có sẵn bao nhiêu này có sẵn ba cực trị vậy nó phải cần thêm bao nhiêu cần thêm cần thêm bao nhiêu nào nó có đúng 9 điểm cực trị cần thêm mặt 9 đi 6 bằng 9 trừ 3 bằng 6 đúng không nghiệm đơn đó đúng không nghiệm đơn Đấy. À, cực trị là số nghiệm đơn này Số nghiệm đơn này Mình cần thêm 6 nghiệm đơn của U bằng X0 Của U bằng X0 U bằng mấy các em ơi U bằng X0 X0 là mấy đây X0 nó chính là nghiệm của Nghiệm của F phẩy đây này Là cái ban đầu đây này F phẩy là 1, 2, 3 Cái đây bài ấy Đây sẽ cho từ to đến thấp 3, 2, 1 Ok chưa U bằng 3, 2, 1 Được chưa? Chúng ta sẽ cần thêm 6 nghiệm đơn các em ạ 6 nghiệm đơn nhé Nhớ 6 nghiệm đơn 6 nghiệm đơn 6 nghiệm đơn Vậy các em ơi 6 nghiệm đơn thì nó sẽ như nào các em ơi Nó sẽ có những trường hợp nào nhỉ Trường hợp nào Nào trường 1 là gì Các em đoán thầy đi Có những trường hợp nào Tại vì chỗ này thầy đi lý thuyết nên thành ra Đấy nhớ chưa 6 nghiệm đơn Vậy trường 1 là gì các em ơi Trường 1 Trường 1 nhá Là gì đây 6 nghiệm đơn với 321 đúng không Vậy thầy nó cắt ở đây sao 3 2 1 đúng không 6 chưa Đấy 3 này 2, 1, đúng không? 3, 2, 1, đúng không? Thì đúng là 6 không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, chuẩn chưa? Đấy, chuẩn chưa? Đấy, trừ 1 là nó sẽ cắt ở trên đây, đúng là 6 nghiệm không? Đấy, trừ 1 là gì đây? Các em nhìn ra được luôn, là gì đây? Vậy chỉ 3 lớn 2 lớn 1 là điều hiển nhiên rồi Mình cho so số 1 với cả trừ 1 cộng M thôi 1 sẽ lớn hơn, lớn trừ 1 cộng M Có dấu băng được không? Dấu băng hay không biết ngay Nếu cắt tại đây nha, cắt tại ngang đây này Thì sẽ có nghiệm này, nghiệm này, đúng là thêm 2 không? thêm hai nghiệm đơn nào còn cắt đây nghiệm kép thì kệ nó thôi đúng không? Thật sự nó cắt ở đây này, ok chưa? Đấy thì nó vẫn để ra một nghiệm đơn này, hai nghiệm đơn nào? nghiệm đơn mà còn đâu đây nghiệm kép không ảnh hưởng gì cả, đúng không? Nghĩa là mục tiêu của mình là cần hai nghiệm đơn, ok vậy nếu mà chúng nó cắt ở đây này dấu bằng nó xảy ra ở âm một cộng mới thì nó vẫn mục tiêu của mình vẫn để ra hai nghiệm đơn nào vẫn thỏa mãn không? thỏa mãn luôn vậy chứng tỏ là có dấu bằng nhá, đấy ok đấy có dấu bằng nhá có dấu bằng ok có dấu bằng tương đương gì các em vậy xe mình sẽ là m sẽ nhón bằng hai chiều một nhá chiều thứ hai thì đây chiều hai nha để mình sẽ sinh ra được uh... nào để sinh ra được 6 nghiệm đơn thì phải chúng ta sẽ cắt này cắt đây là hai này cắt đây sẽ là bốn chưa đây có thể là sẽ cắt như nào có thể trừ hai sẽ là cắt là đây về một tím nhá cắt đây cắt đây tại hai này cái ba cắt tại hai này ok chưa đúng không đấy hoặc là một cái cắt là 4 này một hai bốn chưa tại hai đây hoặc một nó sẽ cắt được gì đây ok chưa ba một nó cắt như này đúng không thì nó sẽ uh, nó sẽ đề ra này cái mình này 1, hai ba bốn năm sáu đúng không sáu đủ sáu chưa đấy thằng một này không được cắt thêm tí nào nữa được chưa đấy. vậy thì trường hợp hai gì các em ơi trường hợp hai thế là em ơi 3 sẽ lớn bằng 3 là mục tiêu là để ra 2 nhá. Thì bằng vẫn để ra 2 nhá. Thì 3 sẽ lớn bằng trừ -1. Câu con này em phải để ở đây. Đấy, 3 sẽ lớn bằng Đấy, 3 sẽ lớn bằng trừ -1 cộng m. Ok. Và thì đây. Tiếp tục này, trừ -1 cộng m sẽ lớn hơn 2 được chưa? Đấy, trừ -1 cộng m phải lớn hơn 2 mà em thứ tự cứ trên thôi. 3 lớn hơn trừ -1 cộng m, trừ -1 cộng m phải lớn hơn 2, lớn hơn hẳn 2 luôn nhá không được bằng đâu tại vì hai này bắt buộc phải ở giữa thì mới nó mới có bốn nghiệm được bằng thì không thể có bốn nghiệm được nhá ok tiếp tục này hai của mình sẽ lớn hơn này đúng không hai sẽ phải lớn hơn nó giữa mà giữa âm một cộng m và âm hai cộng m hai sẽ lớn hơn âm 2 cộng m ok phải lớn hẳn luôn nhá từ âm hai cộng m với nhau âm 2 cộng m phải như nào với cả một đây phải lớn hơn bằng một bằng được đúng không em tại vì sao tại vì có dấu bằng nhá âm một một đây là không không để ra nghiệm đơn đúng không? Tại vì giả sử nó cắt cắt đây đi thì đây là nghiệm kép đây là nghiệm kép hai nghiệm này nó chung với cực trị ban đầu thì cũng tính là không đúng không? Chung rồi thì cũng tính là không đấy nhắc chung rồi cũng tính là không tại vì một không cần nghiệm nào cả đấy nhớ chưa? đấy một không cần nghiệm nào cả nhớ chưa? đấy tại vì tại vậy thì nếu nó chung thì vẫn vẫn thỏa mãn là không chung nghiệm nào cả rồi vậy ta sẽ có gì đây ba à, thế là thành m sẽ nhỏ hơn 3 lớn bằng 3 m nhân 4 này. Và thì các em ơi? Cho nên là m sẽ lớn hơn 3. Bao nhiêu đây? m sẽ nhỏ hơn 4. Đúng không? Và cho em bao nhiêu đây? m sẽ lớn bằng 3. Ồ, vậy thì chúng ta chỉ có kết quả là bao nhiêu thôi? Từ 3 đến 4 nào. Ngọc và nó đồng thời ra vậy nó chỉ là 3 đến 4 thôi. Ok vậy thì chúng ta sẽ người ta hỏi nó như đây có bao nhiêu là trị nguyên dương mở nguyên dương nhá mở nhớ thầy mở nguyên dương vậy điều kiện của mình là gì đây vậy mà mở nguyên dương mà mở thuộc z cộng vậy mở chỉ bao nhiêu thôi kem đúng không mà mở thuộc z cộng kem nhìn thầy thuộc z cộng là cho thầy có cái lý thuyết thằng đây để cho đỡ bị trùng rồi mà mở thuộc z cộng đúng không kem đấy ok chưa đấy mà mở phải thuộc z cộng không M Z cộng thì chúng ta chỉ có giá trị thôi các em ơi. M nhỏ bằng 2 này. Đấy. M thuộc từ 3 đến 4 này, đúng không? M Z cộng vậy chúng ta chỉ có M bằng M sẽ thuộc là 1 và 2 thôi, không còn giá trị nào khác. Và mình là gì? A. À, Xong bài. Thấy không? Rất là ngắn. Đây thầy giảng bài, thầy giảng cho kem thì thầy, kem thấy nó dài thôi chứ còn đâu bình thường làm rất là ngắn thôi. Nhớ nhá, làm bình thường rất là ngắn thôi, không không hề dài một tí nào luôn. ba này coi rất là dễ luôn. Không phải dễ nhưng nói chung là cũng không khó, đúng không? Làm được đúng không? Đấy, nhá. Bạn nào mà chưa biết sơ đồ V thì vào trong nhóm thì đã dạy rồi nhá. Thầy sơ đồ V này thầy đã dạy rồi nhá. Bạn nào mà chưa biết thì nhớ phải vào trong nhóm xem lại cho thầy đi, nhớ chưa? Đấy, cái lý thuyết đây. Bạn nào mà chưa biết, chưa học bài sơ đồ V thì phải vào trong nhóm xem lại đi. nào đã hiểu chưa để thầy nách bài nhá đấy thì cho cái lý thuyết đây đấy, thì còn sau này à mà nào biết không biết thì chép cái lý thuyết vào ok chưa đấy mình chuyển đặt u này xong mình vẽ vẽ u bằng table, rồi mình đoán là liệu có sóng nghiệm là bao nhiêu nghĩa là u sẽ có bao nhiêu và cần thêm bao nhiêu hiểu không rồi thầy úp chép tay tí nữa thầy sẽ áp chép tay cho kem nhá đấy, hai thầy ơi mai xem tiếp à rồi nét luôn chuẩn luôn cho đồ về đỉnh quá đấy em hiểu nhá nếu mà đây thầy đang giảng cho các em về cả lý thuyết thì thầy giảng cả lý thuyết nhá còn nếu mà giả sử các em hiểu thầy nếu mà không thầy không giảm lý thuyết thì thầy lấy máy tính Thầy bấm table phát vẽ sơ đồ luôn và đoán xem là nó có sẵn bao nhiêu và cắt bao nhiêu được chưa đấy thế thôi rồi ok rồi nghe này tỉnh hẳn ok lại cảm ơn các bạn nhá